chào tất cả mọi người. Mình tên là Dương Văn Đức. Năm nay mình 21 tuổi. Nghề nghiệp của mình hiện tại đang là huấn luyện viên võ cổ truyền. Lý do mình đến với võ thuật là vì ngày xưa bố mình đam mê với võ thuật, nhưng do điều kiện không cho phép nên bố mình đã truyền lại cái niềm đam mê đấy cho mình. Và hiện tại mình đã theo học và tập luyện đã được hơn 11 năm. Tôi là Dương Văn Quý, bố của cháu Dương Văn Đức. Tôi rất thích cho cháu đi theo con đường về võ thuật. Chính bản thân tôi ngày xưa cũng rất thích, nhưng mà nó không có điều kiện để đi tập cái này. Bài tập dùng răng nhấc đồ vật mình tập từ lúc 10 tuổi. Lúc bắt đầu luyện tập, mình dùng một sợi dây vải và ngậm vào mồm, có một người kéo cho mình. Mỗi buổi tập mình kéo khoảng độ 50 cái. Một ngày thì mình tập vào buổi sáng và buổi chiều. Lần đó do tập luyện cái môn nhấc người bằng răng, bố mình dùng một sợi dây để mình ngậm vào. Khi đó ấy, bố mình kéo, không may mình ngậm không chặt, thế là nó trượt ra và hai cái răng nó theo cái miếng vải và nó đi ra luôn. May răng đấy là răng sữa thì không là mình phải chống răng giả rồi. Thực sự sau lần bị gãy hai răng sữa đấy thì mình phải mất một khoảng thời gian để cho cái răng vĩnh viễn của mình nó mọc lên thì mình mới tiếp tục tập được. Mình cũng hơi sợ, nhỡ đâu cái răng vĩnh viễn của mình nó cũng rụng nốt, nhưng mà may qua nó chưa rụng. Bố mình làm nghề xây dựng cho nên là ngoài thời gian luyện tập và thời gian đi dạy thì mình vẫn về phụ giúp bố mình trong công việc. Và mình rất yêu thích công việc này. Mình đã tập luyện nhiều năm và thành tích tự hào nhất của mình là dùng răng nhấc một người và kéo một chiếc ô tô nặng 8 tạ. Những thành tích mà mình đã đạt được trong các kỳ thi đấu như là mình đã giành được 2 huy chương vàng trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2014, 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc Đại hội Thể dục Thể thao năm 2017, 2 huy chương vàng trong giải Liên hoan võ thuật cổ truyền Việt Bắc năm 2016. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến xem bạn Đức em của chúng ta sẽ vượt qua thử thách như thế nào. Nào, cổ vũ to lên nào! Tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà đang rất là căng thẳng, đang vận công đúng không ạ? Mọi người cũng đang rất là chăm chú vào việc này. Đức em hãy cố lên. Đã đi rồi. Vâng, một chiếc xe đã đi rồi. Và chiếc xe sau thế nào? Vâng, đã căng rồi. Rằng chiếc xe thứ 3 cũng đã căng lên rồi. Còn chiếc thứ tư thế nào nhỉ? Mạnh lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên!
chính diện. Yeah! Các bạn đã thành công thật rồi. Yeah. Mời tuyệt vời, tiến lên người yêu của chúng ta. Bế lên. Vâng, thưa các bạn, thật là tuyệt vời. Nào, xin mời bạn đứng em lên đây. Đức em, bạn cảm thấy thế nào khi bạn vượt qua được chính mình trong thử thách này? Vâng, anh có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán em là đủ hiểu cảm nhận của em giờ thế nào. Vậy thì các thầy cảm thấy thế nào ạ? Rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng vị khách mời đã đoán đúng đáp án số 4.